Em xin giới thiệu, đây là sức điện đến từ thương hiệu Kenwood, hàng nội địa Nhật, made in Japan, sử dụng nguồn điện 100V, model là Kenwood SW-77E, công suất của sức là 39W, có đầy đủ volume, cấp tầng. Đây là nút tắt mở nguồn tổng. Đặc biệt, cái sức này mình có thể ghép được với tất cả các loại âm ly. Nếu âm ly nhà mình có ngõ sút ao, thì mình sẽ lấy một nhợ GAV, mình một đầu cắm vào ngõ input này và một đầu cắm vào sub out trên cái amply là mình có thể kết nối và sử dụng. Nếu amply nhà mình không có ngõ sub out thì mình kết nối qua đường decoder này. Mua hàng bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Trước khi ship hàng đi, nhân viên bên em sẽ test lại chất lượng của sub này một lần nữa, gửi qua Zalo cho các bác tham khảo. Đồng thời hướng dẫn mình cách thức sử dụng ngõ decoder và ngõ input output như thế nào để kết nối với sub này một cách phù hợp nhất, dễ sử dụng nhất và tiện lợi nhất. Các bác mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang tặng nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Và bây giờ em sẽ quay ngoại hình xung quanh của cái sub này cho các bác tham khảo. Ở đây thì có chữ Kenwood. Khi mình ghim điện thì cái đèn này nó sẽ cháy lên. Em sẽ tắt điện cho mình xem nha. Khi mình không có ghim điện vào thì ở đây nó sẽ tắt đèn. Mở điện lên thì nó cháy cái đèn ở vị trí này, nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Thiết kế của cái sub này theo dạng hình chữ L. Kích thước như sau. Chiều cao là 55cm, hậu sâu 30cm và chiều ngang là 45cm. Mình có thể để đứng, để nằm đều được nha. Bây giờ em sẽ thay đổi tư thế của cái sub này cho các bác tham khảo. Mình có thể để nằm theo cái kiểu như là cái ghế đôn ngồi như vậy, hoặc là mình có thể xoay ngược lại cũng được luôn nha. Nếu mình xoay ngược lại thì cái logo Kenwood nó nằm phía trên như vậy, mở nguồn, volume, các tầng nó nằm phía trên và các dây kết nối thì nó nằm phía sau như vậy nha. Sub này sử dụng 4 lo, mỗi lo như vậy bass là 10cm. Ghép được cho dàn xe trung, dàn đại, tất cả đều phù hợp. Nếu nhà các bác đã có một bộ dàn âm thanh nhưng mà cái tiếng bass nó không có hay, nó hụt bass, thì đây là một giải pháp để cải thiện chất lượng âm thanh trên bộ dàn nhà mình. Mình sẽ mua một cái sub về ghép chung với bộ dàn cho chất lượng âm thanh hay hơn, tiếng bass nghe sâu hơn, chất lượng hơn. Bây giờ em sẽ quay một lần nữa ngoại hình xung quanh của sub cho các bác tham khảo rồi em xin kết thúc clip. Cần mua hàng, cần xem hình ảnh chi tiết, vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em.